bị bao bị bao sụp mô đó, hai cái. Chưa, anh nói rằng cái lồng là răng là ở cái đồ ni ông phải đặt đồ ấy vậy, chứ còn mấy đồ ni này mà không kiếm đâu, nhưng mà đồ ni phải đặt đồ ấy vậy, chứ mà không có để đồ ấy được thì đồ ni chính thức. Quán nó để nó lâu đồng cái nhà nó thật là đủ hơi. Đúng rồi. Đủ hơi mà. Với lại bao nhiêu hầu á đạt cũng đủ tục lúc luôn cũng có. Tục lúc mà không ăn. Nhưng mà vì sao đấy là không đủ hơi xuống, còn đập hai cái đồ cũng nát như không dịch được rồi đấy. Thế anh coi luôn cái chân côn nữa, anh đạp cái chân côn cao thấp đấy là biết nó biết màu không? Không biết rồi. Nó tháo. À.